Việc sửa chữa nâng cấp quốc lộ 20 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian qua. Đường đẹp, êm thuận, nhiều khu vực đã được nâng cấp mở rộng, nhưng nguy cơ tai nạn giao thông lại đang có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương có đường quốc lộ 20 đi qua. Nguyên nhân vì đâu và ngành chức năng cần có giải pháp gì để đảm bảo an toàn giao thông trên cung đường này? Phản ánh của phóng viên thời sự. Chỉ trong vài phút đồng hồ, thế nhưng khi không có lực lượng chức năng thì cái việc vượt ẩu cũng như là chạy lấn tuyến ở tại cái cung đường trên địa bàn huyện Di Linh, đoạn quốc lộ 20 đã xảy ra thường xuyên như thế này. Người dân sinh sống trên quốc lộ 20 cho rằng do đường xá tốt nên tình hình tai nạn giao thông gia tăng. Sau khi quốc lộ 20 nâng cấp xong, trên đoạn đường qua huyện Di Linh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương, tăng đột ngột so với khi đoạn đường này chưa nâng cấp. Trong đó có 5 vụ nghiêm trọng và 1 vụ rất nghiêm trọng. Từ ngày nguyên nhân này thì theo tôi ở tại địa phương, tôi thấy là cái này là do ý thức của người dân. Một là cái đường nó rộng ra thì một số thanh niên, đặc biệt là thanh niên người dân tộc ấy, thì thường là họ là phóng nhanh vượt ẩu. Đấy. Rồi một số xe mà các cái doanh nghiệp từ Đà Lạt mà chở rau về thì thường là chạy lấn át đường của người đi bộ. Tôi một người tài xế nhưng thấy rất sợ. Ví dụ đôi lúc đường này hơi thông thoáng nên đôi lúc xe cô nó cũng có người không có ý thức rồi nó sẽ vượt những cái chỗ đường cống hay gì đấy rồi xảy ra những cái tai nạn cũng thể mà lương trước được. Theo Ban An toàn giao thông huyện Di Linh và lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 20. Nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc trên là do khi đường đưa vào khai thác, các phương tiện lưu thông tốc độ nhanh khiến người tham gia giao thông chủ quan. Đặc biệt là sự chủ quan về tốc độ dẫn đến nguy cơ xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây chết người. Một nguyên nhân khác là do các phương tiện mất phanh, chủ quan vượt đường, không quan sát chướng ngại vật phía trước dẫn đến tai nạn xảy ra. Được sự phân công của lãnh đạo phòng và chỉ huy đội thì thực hiện những ca tuần tra vào các giờ cao điểm và thường xuyên bắn tốc độ quay phần đường để kiềm chế và làm hạn chế tốc độ và những phương tiện phóng nhanh vượt ẩu thì hạn chế đi để làm giảm tai nạn giao thông xảy ra ở trên địa bàn. Quốc lộ 20 hiện đang là tuyến đường huyết mạch nối thành phố du lịch Đà Lạt từ Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ngoài xe ô tô du lịch các loại, tuyến đường này còn có lượng lớn xe tải chở nông sản lưu thông và đang trở thành nguy cơ lớn về tai nạn giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, mùa cao điểm du lịch hè. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người thiệt mạng và 58 người bị thương. Tuy giảm về số vụ và số người bị thương, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đã tăng đáng kể với 9,46%. Đáng chú ý, trong tổng số các vụ tai nạn trên, có đến 55 vụ xảy ra trên quốc lộ, chủ yếu là quốc lộ 20. Ngành giao thông phối hợp với các địa phương là rà soát lại các điểm đen, điểm mất an toàn giao thông, các cái biển báo và các cái nút giao thông để làm sao chúng ta có cái giải pháp xử lý ngay. Thì trong xử lý thì đứng về phía sở thì hiện nay là đang báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải về xử lý các cái điểm đen, điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao ủy thác. Đồng thời đối với các cái tuyến đường tỉnh, tuyến đường huyện thì sở sẽ tổng hợp từ các địa phương và báo cáo với tỉnh để có một cái giải pháp là xử lý sớm về các cái điểm này. Thời gian tới thì lực lượng giao thông chúng tôi tăng cường, làm quyết liệt, làm kiên quyết đối với cái tốc độ này, đặc biệt trên cái tuyến quốc lộ 20 này. Khi mà xe vào đến địa phương Lâm Đồng, huyện Đạo Oai là phải nghiêm túc về cái chấp hành về tốc độ để phòng ngừa và hạn chế được cái tai nạn giao thông trong thời gian tới. Để giảm thiểu tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 nói chung
ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn và xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề. Xử lý nghiêm đối với mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên quốc lộ 20 có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông trên quốc lộ 20, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trên tuyến quốc lộ này.